Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Bá Thanh bị khai đã giới thiệu cho Vũ Nhôm mua tài sản công. Có Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh bị một số cáo buộc trong vụ làm thất thoát công quỹ hơn 22.000 tỷ đồng ở thành phố Cảng Biển, khai rằng chính ông đã gọi điện giới thiệu bán công sản cho Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ. Truyền thông trong nước tường thuật diễn biến phiên tòa sang ngày thứ hai, hôm 3 tháng 1 như vừa nêu. Cụ thể, ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên giám đốc công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng vừa nhận bán hai nhà đất cho Vũ Nhôm vì có giới thiệu của ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư, và ông Trần Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ. Còn ông Phan Xuân Ít, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng khai không có quan hệ gì với Vũ Nhôm, nhưng biết nhân vật này có mối quan hệ với ủy ban, quan hệ với bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân cũ đã mất, tức ông Nguyễn Bá Thanh, và sau đó có quan hệ với ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Đào Tấn Bằng khai rằng thông qua lãnh đạo thành phố, cụ thể là ông Trần Văn Minh nêu biết Vũ Nhôm, và ông Trần Văn Minh nói với Đào Tấn Bằng rằng Vũ Nhôm có công ty Bình Phong của Bộ Công an. Cũng theo lời khai của ông Đào Tấn Bằng với hội đồng xét xử thì ông Trần Văn Minh nói rõ hoạt động tình báo của lực lượng công an có các pháp lệnh nghị định quy định, trong đó phải tạo điều kiện để công ty Bình Phong hoạt động nhằm bảo vệ Đảng và nhà nước. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vào chiều 3 tháng 1 khi bị hội đồng xét xử thẩm vấn về trách nhiệm cá nhân việc chuyển nhượng 22 nhà đất dự án bất động sản cho công ty của Vũ Nhôm, khai rằng khi còn là phó chủ tịch, việc giao đất cho Phan Văn Anh Vũ được thực hiện theo chỉ đạo của hai chủ tịch tiền nhiệm và không hề hưởng lợi ích vật chất nào. Cáo trạng nêu rõ Vũ Nhôm đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen với các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ sở ngành liên quan nhằm nắm bắt thông tin đất đai, đặc biệt là đất ven biển. Vũ Nhôm, nhóm của hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2014 chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới thực hiện các biện pháp để thâu tóm đất đai. Cáo trạng nói Vũ Nhôm được ưu đãi để có thể thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản tại Đà Nẵng nhờ các thủ thuật như không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không theo giá trị thị trường, giảm 10% tiền sử dụng đất, chuyển mục đích từ sản xuất kinh doanh sang đất ở. Thực tế, đó là khiến cho nhà nước bị thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là hơn 2.400 tỷ đồng và tại 7 dự án đất là hơn 19.600 tỷ đồng. Lời khai về quan hệ của Vũ Nhôm với các quan chức VIP. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Sang, cựu phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Phan Xuân Ít, cựu trưởng phòng, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, Nguyễn Công Lang, cựu giám đốc công ty quản lý nhà, Nguyễn Thị Thu Hà, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, đều cho rằng chủ trương cho chuyển nhượng nhà đất công sản là do chủ tịch thành phố quyết định. Ông Ít khai việc sắp xếp lại các nhà đất công sản trên địa bàn thành phố bị cáo chỉ quản lý ở cấp trên. Theo dõi ở cấp dưới có công ty quản lý đất đai và công ty quản lý nhà của Đà Nẵng. Ở dưới có gì báo cáo lên thì bị cáo tiếp tục nhận chủ trương trình lên ủy ban. Ông Ít cũng khai không biết gì về Phan Văn Anh Vũ, chỉ biết Vũ là doanh nghiệp Bình Phong của Bộ Công an. Bị cáo khẳng định Vũ Nhôm có quan hệ với lãnh đạo ủy ban nhưng cụ thể quan hệ thân thiết đến đâu thì không biết. Theo lời khai của ông Lang, quá trình thực hiện việc bán và chuyển nhượng nhà đất công sản, bị cáo chịu sự chỉ đạo của ủy ban. Bản thân bị cáo có các hành vi sai phạm như cáo buộc là do nhận chỉ đạo của lãnh đạo, không được hưởng lợi gì. Còn về bị cáo Sang khai việc quyết định bán nhà đất công sản, bị cáo không tham gia đề xuất. Người quyết định bán nhà đất công sản là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng từng thời kỳ. Bản thân bị cáo không tham mưu việc bán, không tham mưu về giá. Bị cáo Nguyễn Văn Cán, cựu chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai không có mối quan hệ gì với Phan Văn Anh Vũ,
Bị cáo biết Vũ Nhôm có quan hệ với lãnh đạo ủy ban nhưng thân thiết với ai thì không rõ. Có mối quan hệ gì cũng chỉ nhằm vào chỗ ông Nguyễn Bá Thanh, chủ yếu thân thiết với ông Thanh. Ông cán bộ khai chịu sự chỉ đạo gián tiếp từ ông Nguyễn Bá Thanh, trực tiếp từ ông Trần Văn Minh, có những vấn đề chỉ đạo bằng văn bản, có những vấn đề chỉ đạo bằng miệng. Vẫn theo lời khai của ông Cán, dự án An Cư 2, An Cư 3 mở rộng bị cáo nhận chỉ đạo thông qua Phan Xuân Ít từ cuộc họp giao ban ủy ban ngày 5 tháng 1 năm 2009. Chủ tịch Minh hỏi tại sao bán trực tiếp, anh Ít nói đây là chỉ đạo của anh Nguyễn Bá Thanh. Ông Cán trả lời thẩm vấn vì sao biết sai nhưng vẫn làm. Ông Ít trả lời do anh Thanh chỉ đạo nên chúng tôi phải làm. Tòa án hỏi sao biết sai vẫn thực hiện. Bị cáo trả lời tôi phải chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, chỉ đạo của anh Nguyễn Bá Thanh thông qua Phan Xuân Ít, thông qua cuộc trao đổi của tôi với Trần Văn Minh, việc ký phiếu trình của tôi không vì động cơ mục đích tiền bạc hoặc một thứ gì cả. Được biết về nhân vật thợ nhôm kính Phan Văn Anh Vũ, theo cáo trạng biết được công ty cổ phần cung ứng tàu biển Đà Nẵng được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý bán nhà đất công xã số 20 Bạch Đằng không qua đấu giá, Vũ Nhôm đã chỉ đạo em vợ là Nguyễn Quang Thành gặp Lê Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty cung ứng tàu biển Đà Nẵng để thỏa thuận nội dung. Công ty cổ phần cung ứng tàu biển đứng ra làm các thủ tục mua bán nhà đất này, sau đó chuyển nhượng lại cho Vũ Nhôm. Đổi lại, Vũ sẽ hoàn trả 2 tỷ đồng nộp tiền đặt cọc cho công ty đã nộp và thanh toán tiền mua nhà theo giá phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Bị cáo Lê Anh Tuấn, cựu tổng giám đốc tổng công ty cung ứng tàu biển Đà Nẵng đã lợi dụng việc được Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến phê duyệt chủ trương cho mua chỉ định các nhà đất công sản đã bàn bạc, thỏa thuận với Phan Văn Anh Vũ để đứng tên xin mua chỉ định nhà công sản, đất công sản, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, giảm 10% tiền sử dụng đất. Sau đó, trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các nhà đất công sản, bị cáo đã ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất để giúp cho Phan Văn Anh Vũ đứng tên sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà đất, đất ở 20 Bạch Đằng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan điều tra phát hiện khởi tố điều tra là hơn 264 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Tuấn khai có biết Phan Anh Vũ từ những năm 1996-1997 khi Vũ còn là thợ làm nhôm kính. Vũ có làm nhôm kính cho gia đình tôi, lời của bị cáo Tuấn. Việc để lại nhà cho Thành mà đứng sau là Phan Anh Vũ lúc đó có bí thư Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo. Sau khi công việc hoàn tất, bị cáo nhận 2 tỷ đồng từ hai người mang đến. Bị cáo không nhớ là ai vì lúc đó bị cáo đang bàn việc với Thành nên bị cáo nghĩ đó là người của Thành. Cú điện thoại bất ngờ của hai VIP giúp Vũ Nhôm hốt tiền tỷ. Theo cáo buộc, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc, cựu giám đốc công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng đã bàn bạc thỏa thuận với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, để đứng tên xin mua chỉ định nhà, đất công sản, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, giảm 10% tiền sử dụng đất. Sau đó, trước khi cấp dưới chứng nhận quyền sử dụng đất là nhà, đất công sản, bị cáo đã ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất để giúp Vũ Nhôm đứng tên sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở, đất ở tại 37 Bát Tơ, không qua đấu giá, tạo điều kiện cho Vũ trục lợi, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 112 tỷ đồng. Tại tòa, ông Lộc khai trước đây ông chưa gặp Vũ lần nào và cũng không có quan hệ quen biết gì. Khi công ty của ông Lộc được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết cho mua 2 lô đất, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh có gọi điện cho ông Lộc nói cái nào không dùng thì bán cho Vũ Nhôm, là giám đốc của công ty Bộ Công an. Theo lời khai của ông Lộc, sau cuộc gọi đó vài ngày, Vũ Nhôm có gọi điện cho bị cáo đặt vấn đề được mua cả 2 bất động sản mà công ty ông Lộc đã được ủy ban giải quyết cho mua, nhưng ông Lộc nói chỉ chuyển nhượng cho nhà đất số 37 Bát Tơ.
Việc chuyển lại lô số 37 Butter cho Phan Văn Anh Vũ có phải là điều kiện để công ty bị cáo được mua và nhận chuyển nhượng nhà đất ở số 57 Lê Duẩn không? Bị cáo nói là không, bị cáo làm vì lợi ích công ty nhưng lại bán bất động sản ở 37 Butter cho Phan Văn Anh Vũ. Vậy công ty của bị cáo có được lợi gì? Nếu chúng tôi thuê, quyền lợi về lâu dài không được bảo đảm, nhưng nếu mua, quyền lợi lâu dài sẽ bảo đảm hơn. Có thể mang đi thế chấp ngân hàng để vay vốn, chuyển nhượng nhà ở 37 Butter cho Phan Văn Vũ, và ông Vũ đã cho công ty hơn 1 tỷ đồng. Cá nhân tôi không có lợi gì, chỉ có công ty có lợi. Bị cáo có biết nhà trị giá nhà ở số 37 Butter là bao nhiêu tiền không? Được hỏi thì bị cáo trả lời tôi không biết, vì khi đó bất động sản đóng băng rất khó bán. Nếu Phan Văn Vũ đứng tên mua nhà đất ở 37 Butter thì có mua được không? Thời điểm đó tôi nghĩ là được, nhưng sau này khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an, Bộ Công an, tôi mới biết là không được. Theo cáo buộc tại 7 dự án bất động sản trước khi được chuyển nhượng cho Phan Văn Anh Vũ, cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh đã cùng các đồng phạm làm trái quy định của pháp luật về đất đai, tạo điều kiện cho Vũ Nhôm được giao quyền sử dụng đất tại 6 trên 7 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Một trong số đó phải kể đến dự án Harbour View, khu phức hợp đô thị thương mại và dịch vụ cao tầng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dự án Harbour View được bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm 2,5 triệu đồng trên 1 m². Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng đã đăng báo trên phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 586 do ông Võ Ngọc Châu làm tổng giám đốc nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc đối với dự án này còn số tiền 30 tỷ đồng. Theo lời khai của ông Châu, tại thời điểm 2011, nguồn kinh phí để thực hiện dự án gặp khó khăn, Phan Văn Anh Vũ đã gặp ông Châu thỏa thuận sẽ hoàn trả số tiền công ty 586 đã nộp đặt cọc. Đổi lại, công ty 586 có trách nhiệm làm thủ tục để Vũ Nhôm được nhận quyền sử dụng khu đất trên không qua đấu giá quyền sử dụng đất, được thực hiện thỏa thuận tháng 3 năm 2011. Ông Châu ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất từ công ty 586 sang cho Phan Văn Anh Vũ. Cáo buộc cho rằng việc cho chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định, nhưng ông Minh vẫn bút phê đồng ý. Sau khi có được chủ trương cho chuyển đổi tên ngày 23 tháng 3 năm 2011, Vũ Nhôm có đơn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xin nộp tiền và cho giảm 10% tiền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai không áp dụng việc miễn giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Dù vậy, ông Minh đã đồng ý đề nghị của Phan Văn Anh Vũ và có bút phê đồng ý. Tháng 4 năm 2011, Phan Văn Anh Vũ tiếp tục ký tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị xem xét lại giá chuyển sử dụng đất theo hình thức đất giá đất thô. Ông Minh lại có bút phê đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Vũ Nhôm. Phan Văn Anh Vũ nhận quyền sử dụng đất của 4 lô đất ký hiệu A2, A4, A6, A8 vẹt đường dẫn qua cầu Thuận Phước theo giá đất được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt là 812.000 đồng trên 1 m². Ngày 8 tháng 10 năm 2011, Nguyễn Đình Thống, giám đốc công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng ký hợp đồng giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất đối với Vũ tại 4 lô đất nêu trên. Tổng giá trị hợp đồng giao quyền sử dụng đất là 138 tỷ đồng. Sau khi được cấp giấy phép nhận quyền sử dụng đất 4 lô đất nêu trên ngày 24 tháng 10 năm 2012, Vũ Nhôm còn được tách thửa đối với 4 khu đất nêu trên thành 527 thửa để cấp đổi 527 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vũ Nhôm đã bán chuyển nhượng 525 lô đất của các cá nhân tổ chức, thu được 416 tỷ đồng. Cá nhân Vũ hiện đứng tên sở hữu 2 thửa đất có diện tích 300 m² tại khu đô thị Harbour View. Ngày 8 tháng 6 năm 2019, cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên 2 lô đất này để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương nêu giá trị quyền sử dụng đất 4 lô ký hiệu A2, A4, A6, A8 tại thời điểm khởi tố vụ án ngày 17 tháng 4 năm 2018 là 2.988 tỷ đồng. Chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định cựu chủ tịch Đà Nẵng và đồng phạm đã cố ý làm trái, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 2.864 tỷ đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.